Xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình có gắn một bộ của cuốn. Đây thì màu vàng của công nghệ Đức. Thì hôm nay mình gắn xong, bây giờ mình đang test coi nó hoạt động tốt hay không nha. Thì tương đối thì rất là ok luôn. Cái này thì nó thông thoáng gió cho cái căn nhà của mình. Khi mà mình ở trong nhà mình có thể mở lên và có những cái mắt lưới này. Thì có một anh thợ ở trong đang chỉnh một cái đờ le để cho cửa nó xuống tới một cái mức độ nào đó thì nó sẽ tự ngắt. Và cái này mình có thể xài bình được nha. Này mình xài motor IH dài, cửa bao im luôn. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại mình để ở dưới phần mô tả nha. Này thì mình đang test bộ cửa cho khách. Ngon lành, không có vấn đề gì hết. Cái này thì mình làm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp thôi nha. Còn xe quá thì mình không có nhận được. Nếu như anh chị nào thì có nhu cầu thì cứ liên hệ, thì tôi sẽ chuyển đi giao đi với cô chú, có thể nhờ thợ lại ghép cho mình cũng được. Này bên đây thì bảo hành 3 năm, cửa cuốn, cửa kéo, cửa kiến cường lực này kia các loại nha. Thì cô chú cứ xài thoải mái. Trong thời gian bảo hành có vấn đề gì thì cứ liên hệ lại với mình sẽ cho thợ xuống và chỉnh sửa lại.